Chúng tôi sắp tới thì không biết mọi người đã có cái chi phí là kinh doanh cho nhà mình chưa, nếu chưa thì hãy cùng thi cho chị Lê Thành hướng dẫn một vài cái chi phí chúng tôi cực kỳ đặc sắc nha. Ngoài ra thì bên mình còn rất là nhiều sản phẩm trang trí mây tre, mọi người có thể đến trực tiếp để lựa chọn và sáng tạo tùy theo sở thích của mọi người nha. Địa chỉ của bên mình là 42 đường 26 tháng 3, Bình Hưng Hòa, Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh nha mọi người.